Mới đây, một cô vợ lên mạng tố cáo chồng mình bội bạc. Kẻ thứ ba còn ngang nhiên thách thức, chửi bới cô vợ không nể nang gì. Ế le hơn cả, cô vợ lại chính là người tạo cơ hội cho đôi gian phu dâm phụ. Bởi cô kinh doanh quần áo, bàn với chồng thuê mẫu về chụp hình để bán hàng thuận lợi. Ai ngờ mẫu cũng luôn cả ông chủ. Cô kể rằng, chuyện là năm 2019 em có lên Đà Lạt ở và đi làm rồi gặp được L, đang là chồng hiện tại của em. Rồi L nảy sinh tình cảm với em. Dạ vâng em cũng đáp lại rồi hai đứa quen nhau tầm một tuần và về chung một nhà dưới sự đồng ý của mẹ L. Đùng một cái chuyện gì tới nó sẽ tới mọi người ạ. Lửa gần lươn lâu ngày cũng cháy. Em có thai. Rồi hai đứa đều đồng ý quyết định đi tới hôn nhân có đăng ký kết hôn đầy đủ ạ. Sau đám cưới tụi em có ít vốn cùng nhau mở một shop quần áo nho nhỏ. Shop khai trương hoạt động được 3 tháng thì em vượt cạt. Người ta hay nói muốn biết được đàn ông có thật lòng hay không thì vô phòng xanh sẽ rõ. Lúc đó em rõ như ban ngày rồi cứ tưởng như vậy thôi là mình chọn đúng người rồi. Nhưng không sự thật hay vỗ mặt lúc nào không hay thiệt. Cô vợ cho biết, con khóc con quấy nhờ chồng nhưng đáp lại là sự bực dọc rồi đập phá đồ đạc, động chân động tay với vợ. Chính cô cũng tự nhận mình dại dột khi đưa hết tiền cho chồng giữ. Tìm được mẫu chụp ảnh quần áo, bán được hàng cô cũng mừng, nghĩ chồng mình thay đổi tích cực. Ai ngờ cô lại vô tình tiếp tay cho chồng ngoại tình. Trong lúc cãi nhau, cô vợ vì nóng giận mà dọa ly hôn rồi viết giấy có chữ ký. Anh chồng được đà lấy đó là lý do chính đáng cho việc phản bội vợ. Anh nói với nó ly dị rồi nhưng chưa ra tòa. Con mới sinh được 7 tháng thì người vợ phát hiện ra chồng kỷ niệm 5 tháng tình yêu với bồ. Ban đầu cô gái kia khẳng định không cướp chồng ai nhưng về sau lại lên giọng thách thức và dùng những lời lẽ khó chấp nhận. Cô ta còn mỉa mai việc vợ có bầu trước khi cưới. Không dừng lại ở đó, cô nhân tình còn nhân danh rủ lòng thương, nhắn tin cho vợ của người tình. Thú thật với chị, em nhìn con chị là em thấy có lỗi, mà em không biết phải bù đắp sao luôn. Con bé lại là con gái nữa, bây giờ nó còn nhỏ thì đỡ. Chứ sau này gặp nhiều vấn đề trong xã hội, cô gái trẻ này còn tự tin. Dù có là người thứ ba thì em vẫn được nhiều người thích và trong đó có chồng cũ của chị. Cô nàng này còn đưa ra lý lẽ rất ngược đời khi nói với vợ của nhân tình. Chị nói em nghiệp mà sao chị không biết chị đang nghiệp trên tình yêu của người khác. Người ta yêu nhau người ta vượt bao nhiêu khó khăn mới được như bây giờ. Có vẻ như đối với kẻ chen chân vào gia đình người khác thì tình yêu không có sai hay đúng. Ai được yêu hơn người đấy thắng. Là kẻ chen chân vào gia đình người khác. Nhưng cô nàng kia ngang nhiên bẻ cong đạo lý bằng luận điệu tình yêu không có lỗi. Khiến những người hóng chuyện bày tỏ thái độ bất lực, mệt mỏi vô cùng. Nhưng thiết nghĩ, đấu đá nhau để giành giật về một người đàn ông phản bội thì đúng là không đáng. Luận bàn một chút từ sự việc này thì ngay từ đầu cô vợ ấy đã quá nóng vội, yêu một tuần đã về nhà bạn trai ở. Có thai ngoài ý muốn nên chưa kịp tìm hiểu đối phương đã buộc phải đi đến quyết định kết hôn. Hơn nữa, cả hai còn ở độ tuổi quá trẻ, chưa sẵn sàng cho trọng trách gánh vác gia đình. Đây cũng là bài học cho các cặp đôi trẻ. Đừng nghĩ khi yêu đẹp đẽ thì cuộc sống hôn nhân cũng là màu hồng. Đặc biệt là con gái, phải dùng lý trí để xác định đường đi cho con tim. Đừng vội vàng lấy chồng, xuất phát chậm không đáng sợ, đi sai đường mới nguy hiểm. Và có vẻ như bóc phốt đã trở thành trend, thậm chí tràn lan trên mạng xã hội là các phốt tình ái, yêu đương, vợ chồng, đánh ghen. Có những câu chuyện dài đến mấy người ta vẫn kiên trì theo dõi bởi những tình tiết gây bức xúc mà đôi lúc ngỡ chỉ có trong phim. Người thứ ba, cụm từ chỉ nghe thôi đã thấy buồn, bởi lẽ xưa nay tình yêu vẫn luôn là chuyện của hai người, lấy đâu ra chỗ cho một người thứ ba xen vào. Ấy vậy nhưng có vẻ như càng ngày, những cô gái rơi vào cái vị thế ấy càng trở nên tự tin. Tự tin đến mức bất chấp cả đạo lý làm người để mà sống hết mình với bản năng yêu đương của mình. Thật khó lý giải hành vi của những người thứ ba. Có những trường hợp họ tán tỉnh một người đàn ông có vợ chỉ vì không thích vợ anh ta. Chia tay rồi nhưng vẫn điên cuồng chọc phá gia đình của tình cũ vì không cam tâm cảnh bị bỏ rơi. Và tồi tệ hơn, hành hạ tinh thần, trái tim một người phụ nữ vô tội bằng cách thức độc ác là bắt họ chứng kiến những âm thanh tàn nhẫn tột cùng của sự phản bội. Nói cho cùng, nếu họ đủ tự tin vào tình yêu của mình lẫn tình yêu mà người đàn ông đó dành cho họ, việc gì phải ghen tuông hay hành hạ người khác theo những cách thức trái ngược luân thường đạo lý ấy. Và họ quên mất một điều, cho dù có giành giật được thì rất có thể đến một ngày họ sẽ lại phải trả giá theo đúng cái cách mình đã làm khi xưa. Bởi lẽ với những người đàn ông có thói trăng hoa, ai dám tự tin mình có thể giữ chân hết cả đường đời dài rộng.